Chuyện Việt con tìm mẹ. Có một quả trứng từ trong ổ rơi ra. Chúng ta lăn mãi vào tận rừng sâu. Khi đã nằm gọn trên một thảm cỏ mềm mại, vịt chip mổ vỏ chui ra. Đó là một chú vịt với bộ lông tơ vàng óng rất đẹp. Vịt chip nhìn quanh lạ lẫm và sợ sệt. Chú bắt đầu oa lên khóc tìm mẹ. Bộ ba các bạn ếch măng, thỏ bông và vẹt xù đi ngang qua, thấy vịt chip khóc bèn dừng lại hỏi han. Tớ có màu da xanh của mẹ, ếch măng nói. Màu lông trắng của tớ cũng giống mẹ đấy, thỏ bông cười. Tớ cũng vậy, tớ giống mẹ tớ ở bộ lông đỏ sang trọng này, vẹt xù vỗ cánh. Nếu vậy thì mẹ của tớ cũng có một bộ lông vàng ươm nhỉ? Vịt chip thắc mắc. Đúng vậy đó, chúng ta cùng đi tìm mẹ cho vịt chip đi. Các bạn đồng thanh reo lên. Thế là ba bạn ếch măng, thỏ bông và vẹt xù cùng lên đường tìm mẹ với vịt chip. Gặp cô chim vàng anh đang đậu trên cành, chúng reo lên mừng rỡ. Đây rồi, đây đúng là mẹ của vịt chip rồi. Nhưng chim vàng anh lại cười chế nhạo. Hô hô, ta là chim vàng anh chứ không phải vịt. Vịt không thể bay lượn trên cao và hát thánh thót như ta được. Chúng gặp cô cá vàng dưới ao và hỏi, cô ơi, cô là mẹ của vịt chip phải không ạ? À? Cô cá vàng mỉm cười, không cháu ạ, vịt chip không thể sinh sống dưới nước được, cô là một cô cá vàng. Thấy vịt chip buồn bã, các bạn an ủi, đừng lo, sẽ gặp được thôi mà. Bỗng từ đâu xuất hiện một con rắn vàng, hắn đu người trên cây và gạ gẫm. Xem ta cũng có màu da vàng óng này, ta chính là mẹ của thằng oắt vịt đó đấy, đến đây mau nào. Chạy mau, rắn đấy, gã ấy độc ác lắm. Hắn sẽ ăn vịt chip và chén thịt tất cả chúng ta nữa. Hắn không thể là mẹ của vịt chip được. Bọn trẻ cuối cùng kéo nhau bỏ chạy. Chạy thoát ra đến bìa rừng, chúng ngồi lại thở dốc. Thật đáng sợ. Bỗng, có một cô chó rất to lớn với bộ lông vàng óng xuất hiện. Cái cháu đang làm gì ở đây? Chúng cháu đang tìm mẹ cho vịt chip. Cô cũng có màu lông vàng. Vậy cô có phải là mẹ của cậu ấy không ạ? À? Thỏ nhanh nhảu.
Cô chó dịu dàng đó, ta không phải mẹ của Vietjet, nhưng ta biết cô ấy ở đâu. Thế là bọn trẻ vui mừng leo lên lưng cô chó vàng. Cô chạy thật nhanh về ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn ở gần đó. Bọn trẻ gặp một cô vịt có bộ lông trắng muốt. Cô rất mừng rỡ khi trông thấy Vietjet. Chúng thắc mắc, lông cô trắng tinh như lông thỏ, sao cô là mẹ của Vietjet được ạ? Vịt mẹ dịu dàng giải thích, bây giờ Vietjet có lông vàng, nhưng khi lớn lên, con sẽ thấy một bộ lông trắng muốt như mẹ thôi. Vừa lúc đó, từ trong nhà ùa ra hai chú vịt con khác. Chúng vui mừng ôm lấy Vietjet. Ôi, Chip về rồi, mừng quá. Vietjet ngỡ ngàng nhận ra những chú vịt con giống như mình. Vietjet vui mừng xà vào lòng mẹ. Vậy là chú đã tìm lại được gia đình của mình. Riêng các bạn ếch măng, thỏ bông và vẹt xù tốt bụng thì được cô chó vàng đưa về tận nhà. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Ba mẹ ơi, sách này hay quá. Xem video đã vui, tương tác với sách lại còn vui hơn. Ba mẹ tải sách này về cho con chơi trên điện thoại, smartphone và iPad nha. Tải ứng dụng Box Kids trên App Store, appstore.vn, Google Play và Windows Store.